Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tại huyện Kỳ Sơn để điều tra về tội nhận hối lộ. 3 cán bộ này gồm Phan Văn Nhâm sinh năm 1964, chi cục trưởng, Ngô Xuân Khang sinh năm 1968, đội trưởng đội nghiệp vụ, Đặng Minh Sơn sinh năm 1973, cán bộ đội nghiệp vụ. Cùng bị bắt tạm giam, khởi tố còn có phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Labert Rider Đinh Thị Hòa sinh năm 1980. Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ hành vi từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022. Ba cán bộ hải quan này đã nhận tiền để làm thủ tục cho 5.100 xe ô tô quá tải qua cửa khẩu Nậm Cắn với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 3 cán bộ khác thuộc chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cũng bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tương tự, gồm Nguyễn Cảnh Dũng, phó chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Lưu Hồng Lâm, phó đội trưởng đội nghiệp vụ chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Vũ Hồng Hải, cán bộ đội nghiệp vụ chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.